Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Từ Bỏ, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Cái lần đó đi thăm cậu Năm, ông ngoại dắt tôi theo. 9 tuổi, tôi nhỏ nhất nhà. Từ cái lúc mà sinh ra, tôi chưa từng gặp cậu. Nghĩa là 9 năm đôi bên không qua lại. Hoặc là 7, nếu trừ cái lúc mà tôi quá nhỏ, không nhớ từng được cậu nựng bồng. Nhưng mà đứng trước cái cánh cửa vừa xịt mở, tôi chào người ta chẳng chút đắn đo. Con thưa cậu. Sau này nhớ lại, tôi tự hỏi trước cái buổi thăm đó, ông ngoại đã làm gì tôi? Khắc khảm kiểu chi mà thằng nhỏ không chút bối rối nào khi đứng trước người đàn bà mảnh khảnh lẽ ra phải gọi là chị gì? Sao nó có thể chắc chắn đây là cậu mình? Và là nhân vật chính đắng cay trong những câu chuyện thường ngày của ông ngoại. Sao? Ngó cậu có thấy giống trong hình không? Hử? Ông ngoại bôi bàn chân chỉ còn 4 ngón lên tấm thảm mịn tựa lông mèo rồi hỏi tôi. Y chang vậy luôn, chỉ có tóc là dài hơn thôi. Tôi sướng theo luôn, khi mà sửa lại chiếc dép tổ ong của mình, sao cho thẳng hàng với cái đôi giày cao gót mà cậu Năm đặt sát tường. Giày đỏ, mũi thuông, như là mũi của chiếc xuồng, và nhỏ nhắn tới mức tôi không hình dung được có đôi chân nào mà vừa với nó. Hơi mất tự nhiên với hai người khách không mời, chóp mũi của cậu tôi nở mấy cái đốm mồ hôi. Ký ức có hình ảnh đó, nhưng tôi ngờ nó đã bị chỉnh sửa, bởi đứa trẻ đâu có kịp ngó vẻ mặt của chủ nhà, vì bận phải xích xoa những cái hoa trong bình, những cái rèm voanh trắng, như là sửa diện tua rua đỏ, những cái bức tranh theo chữ thập trên vách. Gần cửa sổ có cái xích đu tổ chim, ngay cái bệ tường một ly cà phê uống dở, vẫn thấy qua ánh sáng mấy cái gợn khói mỏng dần. Thằng nhỏ quýnh lên, nó nôn nao muốn trèo vô cái tổ chim đông đưa, nhưng mà ngại cái người mình đầy mồ hôi sẽ làm nát hết cái mùi thơm thoang thoảng ở trên gối tựa, sợ những thứ tinh sạch ở đó sẽ bị hai ông cháu nhà quê lướt lem cám gạo làm cho xỉn màu. Chỉ có một thứ trong ký ức đáng tin là mọi thứ trong căn chung cư đó đều thanh tú như chủ của chúng. Còn lại ý thức bẻ cong. Kể từ khi tôi biết nhà ngoại bên mình có một người đàn ông tự biến mình thành phụ nữ, và ông ngoại không bao giờ chấp nhận chuyện đó, kể cả khi ông chẳng thể ngăn cản được những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, những đẽo gọt, điêu khắc lại một hình hài. Sâu đã thành nhộng, quá bướm mà bay đi, ông ngoại vẫn giữ chiếc kén chết khô, hy vọng còn sót gì ở trong đó. Và ông đã tuyệt vọng biết là bao nhiêu khi kéo cả một đứa con nít mới 9 tuổi vào làm đồng minh. Má và mấy dì tôi đã chịu thua, từ bỏ khi hai cậu Năm về xã làm thủ tục thay tên. Nghe anh nhân viên hộ tịch kể, cậu đòi được lấy tên Mộng Yên, rồi nói thêm họ gì cũng được. Giỡn hoài, cái họ quan trọng vậy, gì cũng được là sao? Khi đó anh nọ cự, cha tôi họ Nguyễn. Cậu nói sau một lúc tần ngần, có con sông Dàm chảy trước ủy ban chứng kiến, kẻ ném cái tên cũ vào đáy nước đã quay bước dứt khoát, không ngoái nhìn một lần nào giây phút nó chới giới rồi chìm dần theo những sủi tâm. Chỉ còn cái họ, giữ lại cũng là miễn cưỡng. Bữa đó cậu không ghé qua nhà, đón xe đò đi thẳng về Gòn Phố. Dì Út tôi đi chợ ngược chiều xe, tình cờ nhìn thấy, quýnh lưỡi kêu, anh Cường ơi! Nhưng chỉ có những hành khách xa lại dây mặt ra dòm, có gã còn chọc ghẹo, về nấu cơm tắm rửa chờ anh nghiên. Hay được cái tên cuộn cuộn cơ bắp người đàn ông đã đuối nước chết trôi. Ông ngoại nổi khùng, không ngừng gây chiến. Cả nhà không rõ đã xảy ra gì trong những cuộc gặp tay đôi. Chỉ biết sau những chuyến đi thăm cậu về, ông mệt muốn đứt hơi bởi đường xa và cay đắng. Khi thấy con gái trèo thang sửa ống khói trong lúc thằng rể ôm gà đi cắp đổ ở tận miệng nào. Cái thằng khốn trời đánh. Ông ngoại rủa, nhưng cả nhà biết câu đó không dành cho ông rể mê chơi. Ngay từ đầu đã bị coi là người ngoài, mà là cho thằng con trai đang ở đâu đó, hoặc là vừa trải qua ca phẫu thuật đau đớn nữa, hoặc là ngồi trước gương tỉa lại cái chân mày. Có trời mới rảnh mà ngồi đếm. Má và hai dì tôi phải làm bao nhiêu thứ nặng nhọc để duy trì nhà máy chà gạo. Cái loại công việc không dành cho người tay nhỏ chân mềm.
Phải chi mà có đàn ông trong nhà, dù thể tích ngang nhau, nhưng đứng cạnh cái bàn gần anh ta cũng không đến nỗi nào nhỏ bé. Nghĩ chắc vô giọng lắm thì ông ngoại mới rủ tôi theo. Nhưng cái thằng bé 9 tuổi không có nghĩa là vô hại. Những cú ra đòn của nó dù ngây thơ đã làm cho ông ngoại nhiều lần đắc ý. Cậu ơi, cậu diện cái áo đầm đi dễ té, sao không mặc quần hai ống giống như con cho gọn nè? Tôi nói, nhưng câu nói nhân danh tình thâm được rải lên khên trong suốt mấy ngày chúng tôi ở lại nhà thăm cậu Năm. Buổi sáng ông ngoại đưa tôi tới bệnh viện rửa tay. Dĩ nhiên là viêm tay giữa thì bác sĩ ở trạm xá xã nhà lo được. Nhưng ông ngoại còn muốn ở lại để rề rà mấy cái chuyện cũ èo. Cậu của mày hồi nhỏ có tên trong đội banh của trường đó. Ở nhà còn giữ cái hình đó. Cậu ôm trái banh, đen thui, được cái hàm răng rất là trắng. Nó đánh nhau cũng dữ lắm. Đánh mà không thắng thì nó cắn. Má của con về kể như vậy, đâu phải nhỏ con là dễ bị ăn hiếp đâu. Bởi vậy, sau này tôi ngờ rằng ông ngoại khơi chuyện cũ không phải để đánh thức một phần đời của cậu Năm bị ruồng bỏ. Chỉ là ông muốn nói rằng mày có thành tiên thành quái thì không thể chối được mày đã từng là thằng nhỏ ở truồng tắm sông. Thoát cách nào hả con? Hai ông cháu tôi đi xe đêm tới nhà cậu buổi sáng. Buổi chiều ông ngoại làm quen hết xóm giềng chung cư. Nghe nói mấy chỗ ở trước của Năm sang hơn nhiều. Nhưng cái giá tạo tác các đường cong hố sâu của một người đàn bà thì đắt đỏ. Cậu buộc phải đổi nhà. Chẳng có lý do nào có lý hơn để giải thích sao một người mảnh khảnh như cậu lại ở một cái chung cư không thang máy. Rác thì thò ra khỏi miệng thùng. Âm thanh của những cánh cửa khép mở cứ nghiến xích trên nền gạch. Và những người vô công rỗi nghề suốt ngày tụ tập ngay quán nước tầng trệt tòa nhà. Bàn tán cái chuyện bà già tầng 3 cặp bồ với thằng con nít. Ai đó ở tầng 5 bị ếm xì bùa. Một chỗ quá lý tưởng để ông ngoại tuyển mộ chiến binh. Những người không bao giờ tiếc thời gian và nước miếng. Thằng Cường con tôi thấy vậy thôi. Chứ hồi chưa chuyển giới nhìn nó ngầu lắm. Ông ngoại nói, giọng dai vào những bức tường dội ra sân nắng. Nơi có hồ nước thả bèo qua dâu và mấy băng đá sức mẻ đặt quanh. Suốt chạng vạng là chỗ của những đứa trẻ bị ép ăn, cùng với những bà mẹ bưng chén cơm rượt đuổi theo mà không mệt mỏi. Chỉ cần một chi tiết làm mồi là khói thị phi tỏa khắp chung cư. Người ta hít hà, kêu có cho vàng họ cũng không dám tin con nhỏ đó từng là đàn ông, người làm say sẩm nhiều gã chồng trong tòa nhà. Và những bà già hay đưa chuyện cứ tò mò tại sao cô ta không tham gia mấy cuộc thi sắc đẹp, hay ít nhất cũng phải đi đóng phim. Làm đàn bà khổ thấy mồ, thiệt, không hiểu ham gì mà bất chấp. Một thím thở hắt. Bởi vậy, ông ngoại tôi nhanh chóng chụp bắt lấy cái ngậm ngùi của người đem vào câu đầu môi. Đặt cậu tôi vào trung tâm chung cư, ông ngoại tôi thành công quá sức, ngó cậu bằng ánh mắt như tò mò, như thương xót. Có thím còn sấn lại sờ nắng khuôn ngực dễn lên sau làn áo, rồi khen mềm y như thật. Mặt tràn đầy độ lượng, cậu chỉ cười rồi bỏ đi. Sâu trong mắt có thê lương, nhưng khó phân biệt ấy dành cho người hay là cho mình. Chi tiết đó tôi không tin lắm. Con nít thì biết gì mà nhìn đáy mắt. Cũng như cái chuyện xảy ra ở ban công của cái buổi sáng ngày thứ ba mà chúng tôi làm khách. Tự dưng ông ngoại lên cơn lịch sự, mở cửa bước ra ban công hút thuốc. Sau mấy bữa làm giữa không khí trong nhà bằng thứ khói hôi xì, cậu tôi đứng ở kệ sách ngó theo. Mắt bỗng rực lên rồi tối rộ. Cảm giác thứ ý nghĩ đen nào đó đã tràn ra rìa não. Ngoài kia ông ngoại đi tới lui phà khói vào mấy chậu đổ nguyên, bằng tất cả căm ghét, như ghét những gì quá sức đàn bà ở trong căn nhà của cậu. Không thể đập phá tất cả chúng, đâu thể giờ như là lỡ tay quá hai lần sau khi cho về các bụi chậu cỏ gương và bình bông màu trứng sáo. Ông phà khói thuốc vào những thứ chẳng tội tình gì. Và khi ông bước tới lan can, xoay người, định tựa lưng vào đó, cậu tôi thẳng thốt kêu, đừng cha rào gãy. Nói gãy thì cũng không chính xác. Cái dải lan can được làm bằng sắt lâu ngày gỉ xét đứt chân, dù vẫn đứng sững, sẽ khó thấy cái chỗ đứt ấy bởi đã bị những cái chậu cây nhỏ che khuất. Nhưng chỉ cần tì người vào thì cầm chắc rơi từ tầng 2 xuống đất.
độ cao đó không làm ai chết. Nhưng chẳng gì đảm bảo người già nào đó không bị gãy chân dập xương sườn. Gãy xương cũng không chết, nhưng cần rất nhiều thời gian để mà lành. Và cái khoảng thời gian ấy, người ta chẳng thể ngồi xe đò đường dài để đuổi theo một bóng mây. Những gì tôi nhớ về cái chuyện xảy ra ngoài ban công sáng ấy, ngờ là nó xảy ra rất nhanh. Ông ngoại bước ra ngoài, cậu kêu lan can gãy, ông không cảm ơn mà còn dây qua cạo nhạo. Sao không kêu thợ sắt sửa lại, để dạy chết như chơi. Hoàn toàn không có thời gian cho một người trưng bày cái nội tâm phức tạp trước cơ hội được tự do sống trong hối lỗi. Từ ngờ ký ức mình, tôi không tin hồi ký. Một ông già kể lể tuổi thơ buồn tuổi vào đúng cái thời điểm đó. Thằng nhỏ có tan nát như vậy không? Hay là nó chỉ buồn chút rồi quên? Mê chơi vô lo, giống như bản chất của mọi đứa trẻ. Mấy ngày ở lại chơi nhà cậu Năm, mỗi ngày tôi phản bội ông ngoại mấy lượt. Tôi gần như bị khuất phục hoàn toàn bởi một thứ lúc nào cậu cũng sẵn. Đó là mùi thơm. Không phản đòn khiêu khích của ông ngoại, với sự trợ giúp vô tình của tôi, cậu chừng như chẳng chống trả, chỉ cười nhẹ và thơm nhẹ. Cái mùi thơm của thịt da như được tiết ra từ tủy xương, khiến tôi tò mò muốn chết, theo hỏi hoài. Cậu ơi, làm sao mà cậu thơm được như vậy? Thơm quá luôn. Làm đàn bà, cậu tôi nói, mắt ngó ông ngoại, hơi mỉm cười. Câu trả lời chắc chắn chẳng dành cho con nít. Nhớ cậu, trong tôi không phải là không có chút cảm giác tình thân. Cậu không chê tôi hôi sình hay kéo vào lòng, chải mớ tóc cháy nắng, bất chấp tôi gọi cậu ơi cậu à giữa đám đông, gặt bổn cái nhìn chân hẳn. Buổi tối nào cậu cũng dẫn tôi đi ăn kem ở ngã tư bốn ngựa. Những ngón tay thun muốt mà tôi nắm lấy lúc qua đường làm tôi căng thẳng. Chúng mềm như là một đứa trẻ, nhìn rất thật ở những mạch máu nhỏ hiện ra rồi biến mất vô chừng, và gần như không nhận ra đoạn khớp nối giữa các đốt bằng mắt. Dứt khoát những ngón tay không phải ông bác sĩ nào tạc nên. Tôi nghĩ vậy, lần đầu tiên nghi ngờ chuyện ông ngoại nói, trên người cậu Năm mày, thứ chi cũng giả. Đâu, cũng có thứ thiệt, cái giọng nói nó thiệt mà. Bữa đó má tôi phụ thêm, nhưng giọng nói chính là thứ duy nhất tôi nghi giả. Bởi cái chất âm luôn bị gia giảm bóp méo kiểu gì khiến lời ra nhỏ nhẹ quá mức, chừng như không thực, buông ra trong trạng thái buộc lòng. Trái cây buộc lòng phải chín, dù có ngọt thì cũng thớ lợ. Thấy vậy chứ cậu mày ca thần sầu lắm đó. Vào buổi tối thứ ba làm khách trong nhà cậu, ông ngoại nói trong lúc ngồi gỡ cái lớp da nẻ ở gót chân. Những lúc đó trông ông mơ màng và nói thứ chi cũng có vẻ bâng quơ. Ủa, giọng cậu vậy sao ca được? Tôi cãi, nhiều lúc tôi thấy ông ngoại không đáng tin. Mày không tin á, kêu cậu mày ca thử coi. Bữa đó cậu có thể từ chối, kêu là không thuộc bài nào, hoặc là đau họng hết hơi. Kệ tôi kèo nài bởi muốn chứng minh ông ngoại đã sai. Nhưng cậu nẫn bó nọng dưới cằm tôi, rồi nói luôn, ừ, thì ca. Đoạn tuyệt, tôi nhớ tên bài hát. Dù sau này phát hiện có tới dài ba cái đoạn tuyệt, và tôi không phân biệt được bữa đó cậu Năm ca bài nào. Cả nỗi buồn trong từng bài hát cũng khiến tôi bị nhiễu lẫn, bởi đoạn tuyệt thường y hệt nhau và nhiều đau đớn. Rất có thể cậu ca bài du dơ nào đó, chẳng có ẩn dụ gì, nhưng ý thức đã thay bằng một đoạn tuyệt mang tính biểu tượng cao hơn, hợp với hoàn cảnh hơn. Khỏi nói giọng ca của cậu làm tôi thất vọng cỡ nào. Dở nát ở những nốt cao và mất hút ở đâu khi ngang qua chỗ thấp. Vừa cất cái giọng lên là bao nhiêu xinh nhỏ trên người của cậu bị ngờ giật ngay lập tức. Sao những thanh tú ấy có thể phát ra cái âm thanh như vậy? Giọng này mà thần sầu chết ngủ. Ai đâu mà sầu, ông ngoại. Con gà trống. Gáy sao cũng là tiếng gà trống. Ông ngoại chăm điếu thuốc, khoái chí cười. Lúc đó ông quên gà trống thiến thì không gáy. Tôi không nhớ sau câu nói ấy vẻ mặt của cậu ra sao. Nhưng có thể như mọi khi, cậu chỉ cười, độ lượng. Sáng sau thì ông cháu tôi thức dậy không thấy cậu đâu. Trên tủ lạnh thấy dán tờ giấy ghi mấy lời nhắn rằng đồ ăn nấu sẵn trong tủ lạnh, khi ăn nhớ lấy ra hâm nóng. Cả ngày tiếp theo cậu Năm cũng không về.
Ông ngoại bồn chồn như vị tướng dẫn binh vào chỗ giường không nhà trống, chẳng biết giặt chơi chiêu gì tiếp theo. Buổi xế trưa ngày thứ sáu, ngày mà ông ngoại không nói lời nào, tọng quần áo ướt trên dây phơi vào giỏ, dắt tôi ra bến xe. Cậu Năm được bạn đưa về với cổ quấn băng trắng, người hơi xanh. Hỏi cậu bị sao? Thì người bạn kia cười, cắt dây nói. Hiểu lầm vẻ mặt ông ngoại tôi, người kia trấn an luôn. Tiểu phẫu thôi, không sao, so với mười mấy cuộc trước thì là đồ bỏ. Ông ngoại tôi nuốt nước miếng như nuốt khúc xương ngó ra cửa. Trước khi cậu Năm chìa cho tờ giấy nhỏ màu hồng, cha về đi. Cậu ghi, chữ thanh tú như người, giặt không thiếu, thừa, dù là nửa chữ. Không hiểu sao lúc đó tôi linh cảm đây là lần cuối cùng ông ngoại và cậu gặp nhau. Khi nhón chân ngó vào tờ giấy, ông ngoại buông tay và cậu lại sắp đổi nhà, đến một nơi mà không ai từng biết cậu là ai. Lúc đó tôi 9 tuổi, gặp cậu Năm tôi lần đầu, nhưng đã nhìn thấy cái hoạt cảnh của những lần tình cờ gặp lại sau này. Tôi lạnh như không, và chúng tôi chào hỏi nhau, hệt như chúng tôi chưa từng quen biết.